Giám đốc điều hành của Hiệp hội những người ưa chuộng súng NRA nó cho rằng nếu ai cho rằng sự kêu gọi của ông trong việc dùng nhân viên có vũ trang để bảo vệ trường học là một sự điên rồ thì cũng nên gọi ông là người điên rồ tin từ Washington DC trong ngày 23 tháng 12 xuất hiện trong chương trình Meet the Press, giám đốc điều hành của Hiệp hội NRA, ông Wayne Lapierre, đã bào chữa sự kêu gọi của ông về việc mướn nhân viên bảo an có súng để bảo vệ học sinh trong trường. Và còn nói rằng nếu sự kêu gọi của ông là điên rồ thì cũng nên gọi ông là người điên rồ sau vụ thảm sát ở Newtown mà đã đoạt đi tính mạng của 20 trẻ em học sinh cùng với 6 người lớn do thủ phạm Adam Lanza tạo ra. Nỗ lực kiểm soát súng ống đã bắt đầu được dân chúng Hoa Kỳ đưa ra. Ông Labira nói rằng, ông hiểu rằng dân chúng Hoa Kỳ là những người yêu chuộng sự tự do và khi có sự đe dọa từ các nhà chính trị đoạt đi sự tự do đó, thì ông tin rằng như trong quá khứ, dân chúng Hoa Kỳ sẽ nổi lên để bảo vệ sự tự do đó. Trong vụ thảm sát tại trường tiểu học ở thị trấn Newtown, Connecticut, thủ phạm đã dùng khẩu súng tiểu liên tương tự như súng mà quân đội hay dùng cùng với hai khẩu súng khác mà đã được người mẹ của hắn mua một cách hợp pháp. Trước khi xông vào trường tiểu học Sandy Hook, thủ phạm đã nổ súng bắn chết người mẹ tại nhà.